Xin chào tất cả các bạn đến với series review của Healthy City. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn sản phẩm định tâng ăn giấc Học viện Quân y, hỗ trợ an thần, ngủ ngon giấc, hỗ trợ giảm căng thẳng mệt mỏi, xóa mất ngủ. Định tâng ăn giấc là sản phẩm của Học viện Quân y, là sự kết hợp hoàn hảo từ các thảo dược thiên nhiên, một trong những bước đột phá trong y học nước nhà về việc chữa mất ngủ mà không gây hại cho người dùng. Ngoài ra, sản phẩm được các giáo sư đầu ngành của Học viện Quân y nghiên cứu, thử nghiệm trên lâm sàng và sản xuất trên trang thiết bị máy móc rất là hiện đại. Trên tay mình nó chính là một hộp định tâm ăn giấc. Hộp được thiết kế có một chủ đạo là màu xanh lá rất là bắt mắt. Hộp rất là chắc chắn, nhỏ gọn, khi cầm rất là mát tay. Với thiết kế quen thuộc, định tâm ăn giấc chính hãng ở đầu hộp và đáy hộp để có tem niêm phong, tem chống hàng giả của Học viện Quân y. Hộp chưa qua sử dụng thì cả hai tem này vẫn còn nguyên, nên các bạn lưu ý khi mua sản phẩm nhé. Bên hộp là các thông tin của sản phẩm, định tâm ăn giấc gồm của các thành phần cao lũ lang, cao lá vông, cao bình vôi, cao hắc táo nhân, cao viễn chi, cao phục thần, cao đương quy, cao long nhãn, cao cam thảo và các thành phần khác. Có công dụng hỗ trợ an thần ngủ ngon giấc, hỗ trợ giảm tình trạng mệt mỏi, căng thẳng do mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Đối tượng sử dụng: người mất ngủ dẫn đến mệt mỏi, căng thẳng, người cao tuổi, người già bị mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc. Cách dùng: uống 1-2 viên trên lần, ngày uống 1 lần trước khi đi ngủ 30-60 phút. Sản phẩm nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp và để xa tầm tay của trẻ em. Lưu ý, thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chú ý, người mẫn cảm với một trong các thành phần của sản phẩm không nên dùng. Phía dưới cùng này là mã vạch, các bạn có thể kiểm tra sản phẩm định tâm ăn giấc chính hãng dễ dàng bằng mã vạch này nhé. Trên phần mềm iCheck từ smartphone, Android hay là iOS, xoay mã vạch này của sản phẩm. Nếu hiện ra thông tin của sản phẩm thì là hàng chính hãng, còn nếu không hiện ra thì là hàng nhái các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ trích thử cho các bạn cùng xem. Mình sẽ sử dụng bằng điện thoại của mình và phần mềm iCheck. Đưa mã vạch vào điện thoại. Đây ạ, sản phẩm hiển thị ở trên điện thoại giống y như sản phẩm mình đang cầm trên tay. Các bạn có thể quan sát. Phía dưới này là các thông tin của sản phẩm. Ở đây còn có những đánh giá của khách hàng đã sử dụng. Mình sẽ đọc thử cho các bạn cùng xem nhé. Như bạn Đỗ Thị Thu Nga có đánh giá rằng: mình bị mất ngủ hơn 1 tháng nay nên cơ thể rất là mệt mỏi và căng thẳng. Từ khi dùng định tâm ăn giấc thì mình đã ngủ được một giấc ngon và sâu hơn, tinh thần thoải mái hơn hẳn. Hoặc bạn Thái Thị Ngân: mình dùng mới hết một lọ mà thấy giấc ngủ ngon hơn trước, không bị mơ, trằn trọc khi ngủ. Thuốc được sản xuất từ thảo dược nên yên tâm sử dụng, thông tin sản phẩm rõ ràng. Tất cả đều là đánh giá tích cực phải không ạ? Cho thấy công dụng của định tâm ăn giấc này rất là hiệu quả. Bây giờ mình sẽ mở hộp định tâm ăn giấc và xem bên trong có những gì nhé. Bên trong hộp là một lọ định tâm ăn giấc và một tờ giấy hướng dẫn. Trên tờ giấy hướng dẫn có đầy đủ các thông tin về sản phẩm. Lọ định tâm ăn giấc được làm bằng nhựa. Phần giấy dán quanh hộp có thiết kế tương tự như ở ngoài vỏ hộp. Hạn sử dụng của sản phẩm được in ngay ở trên nắp hộp rất là tinh tế. Bên trong lọ gồm có 30 viên nang màu đỏ. Với cách dùng 1-2 viên trên ngày thì định tâm ăn giấc tùy theo mức độ tình trạng của bệnh nhân mà sử dụng 1-2 hộp trên tháng. Trên thực tế hiện nay, người mất ngủ thường lạm dụng thuốc tây. Với ưu điểm là hỗ trợ an thần và tác động rất nhanh,
nhưng khi lạm dụng thuốc tây thì sẽ mang lại rất là nhiều tác dụng phụ có hại cho cơ thể. Vì vậy, sử dụng các sản phẩm từ thảo dược tự nhiên thì rất là an toàn. Với người khó ngủ, mệt mỏi, căng thẳng thì định tâm ăn giấc là một lựa chọn rất là tin cậy. Như vậy, mình vừa review xong cho các bạn sản phẩm định tâm ăn giấc của Học viện Quân y Việt Nam. Để được tư vấn thêm về sản phẩm, các bạn có thể gọi tới hotline 0978 962 356 hoặc truy cập vào đường link phía dưới nhé. Để các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy like, share và đăng ký kênh cho bên mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.